À, xin chào các bạn. À, Hải Vũ đang có mặt tại Duy Xuyên các bạn ơi. Hải Vũ đi với Phúc Ngô. À, đi vô thăm một cây mai các bạn xem trong clip của Hải Vũ. Cây mai siêu khủng. À, và cây mai bây giờ đang lặt lá rồi các bạn ơi. À, dơ lại dàn sườn rồi, dàn búp. Ồ, quá đẹp. Không có chủ nhà ở nhà các bạn ơi, không mình đứng phía trước hoài tí, không có chủ nhà nghe các bạn. Xem dàn tàn đẹp quá các bạn ơi, búp rất là nhiều luôn các bạn ơi, siêu búp. Đây. Đó các bạn xem bữa đấy này. Nhà không có chủ nhà. Anh Hải Vũ quay sơ cho các bạn chiêm ngưỡng cho vui. Ôi, dàn tàn. Bữa đấy các bạn. Trời, quá dữ luôn. Dàn tàn đẹp quá các bạn. Búp rất là nhiều luôn. Các bạn xem. Ép phê luôn. À, không biết mình có dịp Tết mình có thể có cơ hội đến đây lại một lần nữa không, để xem nước hoa, để quay nước hoa cho các bạn xem. Có cơ hội mình sẽ cố gắng quay lại, quay nước hoa cây mai này cho các bạn xem này. Cây mai có cái dàn tàn rất là khủng. Và clip này mình quay cho các bạn xem chiêm ngưỡng một cây mai rất là to. Các bạn nhớ đăng ký kênh và tìm hiểu những clip của Hải Vũ nha các bạn. Quá đẹp, quá xuất sắc. Cây mai siêu khủng ở Duy Xuyên các bạn. Ngô có chụp tấm hình không?